Rồi, ta thấy cái vật đừng cốt ở chỗ này. Trật lên. Khi nào nói chuyện giờ nói chuyện hay ghê á. Từ đừng cốt đến đây trật lên, nó là trang nào cũng giống trang nào hết. Được chưa? Vậy tôi sẽ thực hiện cắt cái này ra. Tôi sẽ làm để cho nó gọn thì tôi sẽ để trong wrong end lên. Tạo ra một tập tin. Tập tin ở đó tôi gọi là header. Chấm bét bè. Và tôi cũng nói luôn nhé, cái cách tổ chức này là cái cách tổ chức mà tôi học ở cái thằng WordPress đấy. Đấy, WordPress khi giao diện của nó cũng cắt ra một header, một footer. Và trang nào cũng có một cái dùng lệnh gọi header và footer ấy. Đấy. Và tôi cũng có một tập tin thứ hai là tập tin footer chấm bsp. Đấy. Không biết có đúng không nhỉ? Thằng này sổ ra những kỳ kỳ sao nhá. Thôi tôi tạo thêm thằng trong thằng view này một thư mục là backend ở đi nhá. Để nó sổ ra cho nó dễ nhìn đúng không? Ok. Vậy trong frontend này có hai tập tin như này. Và tôi sẽ thực hiện cắt cái thằng này ra. Khi nào tôi nói là từ trân chủ trở lên. Xin lỗi, từ menu trở lên là chỗ này. Được chưa? Trở lên. Trở lên. Trở lên trên luôn, đừng có quan tâm. Đấy, và tôi để trong này. Và cái website này khoan là F5 nha. F5 là nó loạt lại trang là nó mất đấy. Từ chỗ này trở xuống này. Từ cái chỗ này này ha. Trở xuống thì tôi gọi là phút chí. Tờ. Ê, lăn xuống đi, lăn xuống. Từ chỗ này. Lên đến cái thằng này đây. Nhớ là khi thiết kế thì các bạn phải ghi chú lại thì để cắt cho dễ, hiểu chưa? Chỗ nào là vùng nào, chỗ nào là vùng nào thì nó dễ. Được chưa? Còn ai mà đi lấy trên mạng về thì liều hồn á. Cắt là một chuyện, gom rau nhúng là một chuyện khác. Được chưa? Phải biết cách nhúng. Tất nhiên tùy từng người, có những người am hiểu về cái mạng này thì thích nhúng cái gì thì nhúng, đúng không? Cắt nó và ta để trong footer. Và nếu như tôi lưu lại này thì hiển nhiên website giờ nó chỉ có cái phần nội dung thôi. Và hiển nhiên nội dung thì nó đâu có ra được giao diện, đúng không? Đúng chưa? Vậy trong WordPress á thì nó gọi cái này cực kỳ hay. Nó có một cái hàm của thư viện của nó có sẵn rồi. Đó đây. WordPress nó xây dựng ra một cái hàm cực kỳ hay luôn. Đó là get cái header. Đấy, vậy là đã gọi được header. Nhưng ta đâu phải là WordPress đâu, đúng không? Vậy ta vẫn dùng cái dung hàm gì? Dung chung require. Xin lỗi, require one. Đấy à, còn các bạn muốn hiểu tại sao dùng require, tại sao lại dùng include, tại sao lại dùng include one, require one, thì tôi chỉ giải thích sơ sơ thế này thôi. Require là cái thằng mà ta đang gọi vào nó bị lỗi thì những thằng giới nó cũng cày nữa. Được chưa? Hiểu vấn đề như vậy. Require có chữ require á, là cái thằng mà ta đang chuẩn bị gọi đấy này, mà code của nó trong bị lỗi thì thằng ở giới nó cũng cày nữa. Hiểu vấn đề nhá. Còn include thì nó lại khác. Thằng này bị lỗi, thằng giới vẫn chạy bình thường, không ảnh hưởng gì hết. Do vậy nếu như thằng require này nó bị lỗi thì nó chỉ xuất hiện một lỗi, sửa lỗi thứ nhất nó hiện ra lỗi thứ hai, rồi lỗi thứ hai nó hiện ra lỗi thứ ba nếu như require nó nhiều. Còn thằng include thì lỗi đỏ màn hình luôn nếu như lỗi nhiều. Ok. Do vậy khi xài thì ta nên xài cái thằng này để nó báo một lỗi, để nó đỡ gì. Và tất nhiên đã lồi rồi thì không nên chạy nữa. Được chưa? Rồi, còn cái chữ là require one hay là không có chữ one thì one là nếu như gọi 10 lần, xui xui mà gọi 10 lần nó cũng chỉ chạy một lần. Còn require là gọi 10 lần thì nó sẽ ra 10 lần. Đó vậy, đồn tốt của chúng ta chỉ muốn ra một lần, mà các bạn lại ra 10 lần thì không ý, không đúng ý nghĩa của nó. Vậy một cái website thì chỉ có ra một lần cái thằng này thôi. Các bạn ta thằng này. Và tại chỗ này thì ta chỉ đến đường dần mà ta sẽ gọi nó vào.
Vậy ta đang đứng là đứng ở chỗ này này, và đứng ở thứ mục gốc này. Vậy ta muốn gọi thì ta phải đi qua gì? View. Và đây là header của trang người dùng, là trang quản trị. Vậy trang quản trị, à xin lỗi, trang người dùng dùng ta để trong thư mục row nhỉ? End. Và trong row end nó có head nhỉ? Header thì ta gọi header, và nhớ là có đuôi nha. Có đuôi. Đấy. Và copy cái này xuống, ta để ở dưới, dưới cùng. Đấy, và chỗ này ta gọi là foot nhỉ? Tờ. Đấy, vậy ta chạy lại cái nó ra mà. Đấy ha. Nó giả sử ta chạy đường dẫn này, hôm trước ta tư duy rồi, đường dẫn này ta gọi là gì? Tất cả sản phẩm đúng không? Vậy giờ tôi chỉ cần tạo ra một cái trang này, tất cả sản phẩm ở đây. Nhớ là nó lồi đó thì nó báo đó là ok. Và các bạn tạo ra sản phẩm, và các bạn cũng chỉ cần gọi cái thằng header và thằng footer thôi. Nó đã ra được cái giao diện của trang sản phẩm rồi. Hiện tại chưa chạy được đúng không? Rồi đây. Head gì? Header. Đây là, và đây ta gọi là nội dung gì? Ở chỗ này nó thiếu cái gì nhỉ? Đây, thiếu cái này. Nội dung gì? Trang tất cả sản phẩm. Ok, chạy lại. Chạy lại. Đây là trang tất cả sản phẩm. Nó chạy nó ra. Rồi sau này các bạn chỉ cần thiết kế và nhét cái cấu trúc hay là nội dung của trang gì tất cả sản phẩm vào đó. Vậy nó đã có một cái website có header và có gì. Và cái này được rồi. Trong trường hợp này ta gọi lên thứ mấy đây? Thứ hai, lần thứ nhất là dành cho trang home, lần thứ hai là dành cho gì? Chưa? Đấy. Và trong cái tư duy cắt ra dùng chung và gọi vào, trong tư duy cắt ra rồi để gọi vào thì có một cái tư duy nữa, đó là cây nào mà nó liên quan đến dữ liệu đồng thì các bạn nên không? Có nhiều người cố chấp em thích cắt được không? Được, không có vấn đề gì hết. Không thích cắt được, không có vấn đề. Nhưng đây nó dễ xử lý thì ta nên cắt ra những cái module mà nó liên quan đến data bay. Do vậy trong cái website của chúng ta này, tôi quy ước luôn có 3 cái module liên quan đến data bay. Một là menu đồng. Menu này này. Menu này này. Cái thằng menu này thấy chưa? Thằng menu này là dữ liệu được lấy từ data bay. Vậy tôi quy ước luôn là nó phải sử dụng một tập tin dùng chung. Tất nhiên là luôn luôn nó gọi vào cái thằng header rồi, và thằng header lại gọi lại. Vậy ở đây ta tư duy này, tân hôm thì gọi header, header thì gọi lại gì? Menu. Vậy menu gọi trong header mà, đúng không? Nhưng mục đích của tôi chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi. Đó là gì? Chia nhỏ ra để ta nhúng dữ liệu cho nó dễ. Vậy thôi nhá. Ý nghĩa này. Vậy trong trường hợp này ta chia nhỏ cái thằng, trong cái thằng header này, tôi chia nhỏ cái thằng form này ra, thằng xin lỗi, menu này ra. Đây. Đấy. Và menu thì ở đây trang người dùng thì ta đặt ở trong trang front end luôn. Đấy, và tôi tạo tập tin module. Module là viết tắt của chữ module nhé. Được chưa? Để ta phân biệt đâu là module và đâu là không phải module này. Và tên của nó là main gì? Menu. Và ta chấm PHP ở đây. Đó, và ta dán đường code ở đây lại. Được chưa? Và trong header ở đây tôi sẽ thực hiện gọi cái thằng module đó ra. Đấy. PHP require one, cái này chỉ gọi một lần thôi. Nó nằm ở trong thư mục view as front end set. Và ở trong chữ module main gì? Menu và chấm .php. Nếu như đúng thì nó sẽ chạy ra, còn không đúng thì nó bị lỗi.
nữa thôi. Trở lại. Ra. Dạ, tôi sờ đi một chút xíu nhá. Nó bị lồi. Bị lồi thì hiện nhiên là nó không ra lại này nhỉ nè. Không ra nó còn bị lồi luôn. Đó. Đây nó báo gì đây này. Được chưa? Đấy. Rồi. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai nó nằm ở trong trang chủ này. Đây là trang chủ này. Tôi quy định cái này là trang chủ đây này. Vậy cái thứ hai là cái này. Cái này này. Cái hình mà nó cố định như này. Được chưa? Thì cái này sau này ta sẽ nhúng slide sâu vào. Thì cái này tôi cũng được cắt ra và tôi gọi gì? Gọi vào. Đấy. Và hiển nhiên cái này thì trên thực tế nó chỉ gọi lại trong website thì chỉ đúng một lần duy nhất thôi. Đó là ở trang gì? Tân chủ. Tân chủ thì có cái này các bạn gọi lại một lần. Vậy cái này cái tiêu chí của mình là cắt ra và gọi lại nhiều lần. Thì nó là phá vỡ đúng không? Nhưng ở đây tôi nói là tiêu chí giờ của con cắt. Cắt cái này ra để nhúng sự đều đồng cho nó dễ lắm. Được chưa? Còn không thích thì đừng có cắt biết nó. Nó là những dữ liệu thì hơi gì? Hơi rối. Vì các bạn cứ hiểu là mọi thứ mà nó dồn lên một chầu thì cốt nó càng gì? Nó dài ra và khi quản lý cốt nó lại gì? Khó. Nếu như các bạn không cắt ra thì cây này nó nằm ở trong cái trang này. Nó trang này cũng dính những dữ liệu. Đúng chưa? Và cái thứ ba nó cũng cắt với các cây này. Cái này người ta gọi là danh mục hạt gì? Học. Cái này lấy từ bảng category ra. Vậy cái này ta cũng gì? Cắt nó ra. Cái này. Cái này cũng cắt ra luôn. Được chưa? Cái này cũng cắt ra luôn. Vậy trong trường hợp này là cắt hơi bị nhiều nha. Còn cái trừ này thì không nên cắt. Tại sao cái trừ này không nên cắt? Thì cái trừ này chỉ là một cái gì? Một cái trừ xúc bọt thôi. Nhưng do cái thằng này nó nằm tọt vào trong cái vùng bên này. Do cái thằng này nó nằm tọt vùng bên này. Được chưa? Vậy cái thằng này tôi cũng cắt ra luôn được không? Gọi vào sao cũng được. Ok. Vậy thích thì gọi cắt. Cái đó thích thì cắt, không thích thì thôi. Đó vậy cái này các bạn cũng tương tự như vậy. Cắt cái này ra cho tôi gì? Cắt cho tôi thành những cái module. Đó là module nhé. Có người hỏi, thầy ơi cái này có phải là module không này? Cái này có phải là module hay không? Được chưa? Đấy. Thì các bạn hiểu nó là module được. Được chưa nào? Các bạn tách ra là module gọi vào được. Đấy. Và cái này cũng có đúng được gọi vào được vài trang chủ gần như là toàn bộ là có đúng hết đúng không? Không có cái nào mà không có đúng hết. Đó. Nhưng cái này xài được mấy lần? Cái này xài được một chỗ này thôi. Cái này xài được một chỗ này thôi. Vậy ta cứ tính ở đây ta quy vấn chủ liệu và ta đưa ra đây thôi. Còn không? Cắt ra thì hiện nhiên nó gòn hơn chứ không gì, không nên cắt hết. Đấy à? Nó phải nhìn cái thứ bên không kia đó là căng cái này rất nên căng. Đấy. Và là tập tin dụng chung. Và cũng nói luôn. Cũng nói luôn. Những cái thứ này ta gọi bằng cách bình thường. Nhưng những cái thằng này thì ta không gọi bằng cách bình thường. Thằng này là sao? Những cái lớp. Thằng này những cái gì mà ta được phát triển trong lớp là lập trình không tin tưởng á. Được chưa? Thì người ta không gọi bằng cách là include cái lớp đó vào, sau đó thực hiện tạo lớp này. Và ở đây là cái chuẩn, đây là cái chuẩn của BRF4. Và cái chuẩn này tôi có thể khai thác các thư viện trên cái thằng playlist của BRF4. Được chưa? Và hôm rồi tôi có khai thác một cái thư viện trong playlist, đó là thư viện đọc cái file Excel. Đọc cái file Excel. Excel là bình thường là tôi đọc những cái trang trang mà đăng ký trang phần mục bài của tôi á, là danh sách sinh viên là nó nằm ở trong file Excel. Nhưng Excel của nó là đuôi là XLS. Mà giờ ta dùng chủ yếu là XLSI. Excel 2017 là lên đó
2010 về sau á, được chưa? Đuôi một cái chữ x l s x đấy. Vậy tôi đọc dữ liệu từ file nó lên thì tôi khai ra thư viện, thư viện đó. Và đây tôi đang sử dụng thư viện của thằng đó, là tôi đang làm cái này, tôi đang sử dụng cái thư viện đó để dùng cái này đấy. Và nói chung sau này mình tập tin bình thường, mình tập tin bình thường thì các bạn dùng chữ require one, được chưa? Còn mình tập tin mà được phát triển bằng lớp gọi là vốn đối ý, vốn đối từ gọi là ca lát, thì ta sử dụng cái cấu trúc là UC được đường dẫn, được chưa? Mình áp này là tôi đã định nghĩa là nó cái thứ mục gì áp này, rồi sau đó đến cái thứ mục gì config này, và trong config này nó có một cái lớp là lớp gì rào. Vậy đây là cái lớp rào đấy. Có nhiều trường hợp tôi không cần phải yêu sinh này luôn, tôi thực thi luôn. Thường thường lớp đó người ta gọi là lớp tỉnh, nhưng mà thôi lớp ta xây dựng lớp thường thôi, không xây dựng lớp tỉnh. Vậy đây là cách tốt ở quay in cờ, in cờ đúng nha. Nhưng chỉ dành cho gì, chú ý, chỉ dành cho gì? Cái này chỉ dành cho gì? Lớp thôi. Chú ý, chỉ dành cho lớp. Do vậy đây cũng là một dạng include, nhưng nó chỉ gọi gì? Gọi lớp ra. Đây là lớp luôn, đây là tên lớp. Ok. Và ta phải thực hiện gọi nó luôn. Đấy, ví dụ đây tôi tạo đối tượng, nhưng tôi muốn tạo đối tượng thì tôi chơi như bài là tôi tạo luôn cả cái phương thức tịch. Phương thức tịch là thế này đấy. Đây, tôi đặt tên hàm như đây này. Nhưng ở chỗ này tôi bấp lịch gì? Thì xuống ở chỗ này tôi không cần gọi thế này, mà tôi chỉ cần gọi thế này thôi. Đây, ở đây tên đấy, và ở đây tôi gọi là hàm tỉnh, không có đối tượng này, tôi gọi hàm tỉnh này. Thì giờ cái cấu trúc của nó đơn giản, không cần là tạo đối tượng, tên đối tượng bằng new tên đối tượng gì đó, rồi sau đó gì, rồi sau đó không có đối tượng nó gọi ra, thế thì gọi là hàm ý tỉnh, gọi là tên lớp 4 chấm tên số lượng và bên cạnh đấy. Đó mà thôi, thứ này không đúng, ta chỉ đúng cái dạng nó không cho ta làm thôi đấy, là tạo ra đối tượng đúng không đấy. Và đối tượng này nó có một cái hàm tạo, đó là constructor, nó sẽ tự chạy constructor này luôn đấy. Nó ra